thời gian lặng lẽ trôi, dòng đời chảy về phía trước. Cuộc chiến tranh tàn khốc đã lùi lại phía sau tròn 30 năm, âm thanh trận mạc chìm vào ký ức. Có một người lặng lẽ suốt nhiều năm, chiến đấu âm thầm giữa hang hùm miệng sói, đơn độc một mình, căng thẳng từng giây. Giờ ta mới được nhắc đến ông với đầy đủ chức danh rất đáng tự hào và khâm phục. Đại tá anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân Nguyễn Văn Minh, điệp viên H3. Vào một ngày tháng 4 năm 2005, giữa bầu trời xanh và nắng đẹp, có một người lặng lẽ ngồi dưới vòm cây trong khuôn viên dinh Thống Nhất. Ông tên là Nguyễn Văn Minh, thường gọi là Ba Minh. Ông bồi hồi nhớ về miền quê xứ Bắc. Cha ông là người làng Phương Độ, huyện Tiên Lữ, tỉnh Hưng Yên. Mẹ là người làng Nhị Khê, Thường Tín, Hà Đông. Đầu thế kỷ 20, các cụ đã phiêu bạt vào Nam trong cuộc mưu sinh đầy gian khổ. Ông sinh năm 1933, tuổi trẻ của ông được sống trong khí thế hào hùng của những ngày Nam Bộ kháng chiến. Năm 1953, ông tham gia phong trào công nhân hoạt động bí mật trong mặt trận Liên Việt tại Sài Gòn. Năm 1959, ông được Đảng ủy quận Thủ Đức phái vào quân đội ngụy làm công tác binh vận. Cuối năm 1963, Ngô Đình Diệm bị đảo chính, ông được bố trí làm văn thư cho tướng Nguyễn Hữu Có. Khi Nguyễn Cao Kỳ lật Nguyễn Hữu Có, đưa Cao Văn Viên lên làm tổng tham mưu trưởng, ông được Cao Văn Viên tin dùng. Từ đó ông là một trong 4 nhân viên văn thư bảo mật thuộc văn phòng riêng của Cao Văn Viên. Hàng ngày ông có nhiệm vụ tiếp nhận công văn, lưu trữ tài liệu, gửi công văn giao dịch giữa tổng tham mưu trưởng với nhiều cơ quan quan trọng. Quân Mỹ đã tiến hành chiến tranh ở Việt Nam qua các chiến lược, chiến tranh đơn phương, chiến tranh đặc biệt, chiến tranh cục bộ và Việt Nam hóa chiến tranh. Nhiều hoạt động tình báo của ta đã được tiến hành. Với vai trò nhân viên văn thư bảo mật văn phòng Bộ Tổng Tham mưu, ông đã có điều kiện rất thuận lợi trong việc tiếp cận được những tài liệu vô cùng quan trọng của địch để cung cấp cho mạng tình báo của ta. Năm 1973, từ trong Bộ Tổng Tham mưu Quân đội ngụy, ông theo dõi từng giờ những thông tin về cuộc đàm phán tại Paris. Cuộc đấu tranh của ta theo phương châm vừa đánh vừa đàm đã giành thắng lợi vẻ vang. Nhưng ông biết, kẻ địch đã âm mưu phá hoại Hiệp định Paris ngay sau đó. Tôi ra lệnh cho anh em thừa thắng xông lên, bãi chiếm lãnh thổ, đánh bại quân Cộng sản trên khắp các chiến trường chính yếu. Thời gian 3 tháng là thời gian quyết định. Những chiến thắng đó là những chiến thắng quyết định. Cuộc kháng chiến của nhân dân ta đang đứng trước trận đối đầu sinh tử. Trước tình hình đó, ngành tình báo quân sự đòi hỏi phải kịp thời cung cấp được những ý đồ của địch để Bộ Chính trị quyết định những vấn đề chiến lược. Dưới sự chỉ đạo của Phòng Tình báo miền, Ban Tình báo khu 9 do đồng chí Ba Phấn phụ trách đã phái đồng chí Hai Kim tìm cách bắt liên lạc với Ba Minh. Cuối năm 73 thì tôi đang chỉ đạo một cơ sở khác thì được lệnh hỏa tốc về nhận nhiệm vụ mới ở căn cứ. Nhiệm vụ đó là tôi phải lên gặp một đối tượng tên là anh Ba Minh. Mà cái nơi tôi đến đó là phải đến nhà em gái anh là cô Nguyệt ở Thủ Đức. Khi tôi đi thì đơn vị đó giao cho tôi tấm thẻ của cháu Nguyễn Ngọc Hoàng là con của anh Ba Minh, với lại những cái ý kiến mà của chị Sáu Chi là chị dâu của anh đó,
trao đổi để mình nắm được cái tình hình ở trên gia đình, để mình lên mình nói chuyện ngay từ đầu để gây được cái tình cảm và gây được cái sự tin tưởng cho gia đình. Hôm đó là ngày 28 Tết, tôi chọn cái thời điểm đó đến để mà có nhiều người ra vào ở nhà cô Nguyệt để mình dễ xuất hiện. Khi gặp cô Nguyệt lần đầu thì cô cũng hơi ngỡ ngàng không biết là ai, nhưng mà tôi nói là tôi cô chỗ chị Sáu Chi về thì cô ấy tiếp mình ngay. Do đó mà cái câu chuyện ban đầu khi tôi đưa nói chuyện là anh chị Sáu Chi trao đổi với tôi về vấn đề anh Ba Minh, cái thứ hai nữa là đưa cái tấm thẻ học sinh của cháu Hoàng về và báo cho gia đình biết là cháu đã đến nơi an toàn và hiện đang học tập, thì cô tỏ cái sự mừng vui. Qua đó thì tôi mới đặt cái vấn đề là cô làm sao bố trí để cho tôi gặp anh Ba Minh. Khi mà bà Hai Kim về thì không chưa gặp trực tiếp với tôi mà thông qua cô em gái tôi là H4 đó, cô Nguyệt ấy, rồi tiếp xúc, cô thông báo lại với tôi nhận, bởi vì người của chị dâu tôi giới thiệu về thì tôi tin rồi. Thế nhưng mà cái tin cái hợp tác á, để mà tống hết sức lực ra mà làm việc á thì phải sau đó mấy tháng, bởi vì tin tôi đưa ra những loại như thế này, bà Hai Kim có chọn, có đặt vấn đề cái này nên lấy nhiều, nên quan tâm, cái này không cần thiết đó. Từ chỗ đó tin thì tôi đã tin rồi, nhưng mà tôi đánh giá rằng cái tổ chức tôi có thể hợp tác đưa những cái não cốt của mình ra để mà cho cách mạng khai thác được, dồn hết sức để cho cách mạng tin cậy được, là cái bà đánh giá cái này được, cái này chưa, không cần thiết, nên quan tâm cái này. Đấy là khởi đầu, là bà Hải Kim là như vậy. Ngay từ đầu khi gặp anh Ba Minh thì tôi có tự giới thiệu mình là cán bộ của Mặt trận Dân tộc Giải phóng, về để tiếp xúc với anh để đề nghị anh làm việc. Mình chỉ nói là làm việc thôi, chứ còn nội dung thì anh chưa biết gì. Thì sau đó qua cái việc dài việc trao đổi về gia đình của ảnh, về đời sống của ảnh, thì tôi đi ngay vào vấn đề, tức là cái chỗ nơi anh làm việc nó như thế này, thì đề nghị anh báo cho biết. Thì anh Minh cũng nói sơ qua là cái nơi anh làm việc, tức là ở cái lưu trữ hồ sơ của văn phòng đại tướng Cao Văn Viên. Thì anh nói nếu mà thượng khẩn tối khẩn thì chỉ có 5 người biết, tức là đại tướng Cao Văn Viên, một người nữa là thiếu tướng, với hai người cán bộ cấp quý và anh. Từ khi bắt liên lạc được với bà Hai Kim, ông Ba Minh biết đây là thời cơ tốt nhất để mình cung cấp tin tức cho Trung ương Cục. Tin đầu tiên ông báo cho bà Hai Kim là việc nha liên lạc thuộc phòng 2 Bộ Tổng Tham mưu đang đào tạo để phái một số toán biệt kích ra phá hoại miền Bắc, và đã phái được một toán rồi. Ngoài ra ông cho biết một số tình hình mà phòng 2 của địch báo cáo trong giao ban Bộ Tổng Tham mưu. Bà Hai Kim thấy đây là những tin quan trọng, là những tin có giá trị chiến thuật. Bà chỉ đạo cho Ba Minh lấy cho được các tin có giá trị về chiến lược. Từ những chỉ đạo của người tổ trưởng điệp báo, Ba Minh vùi đầu vào đọc và nghiên cứu các tài liệu của địch. Hàng ngày ông phải xem chừng 300 tài liệu đi và đến, chọn lọc để gửi đi các nơi và tìm cách lấy cắp được những bí mật đó. Tháng 3 năm 1974, ông đã cung cấp được kế hoạch quân sự vùng 4. Đây là kế hoạch hàng năm sau khi Hiệp định Paris được ký kết. Kế hoạch này dựa trên công thức viện trợ,
cộng vũ khí trang bị Mỹ, cộng quân đội Ngụy. Tháng 4 năm 1974, ông cung cấp các nguồn tin về bổ sung hoạt động của các đơn vị dự bị chiến lược, dù thủy quân lục chiến, biệt động quân, không quân, và báo cáo tóm tắt kế hoạch quân sự toàn miền Nam. Những tin tức mà H3 cung cấp được đã phục vụ cho quân ủy Trung ương giải đáp một loạt các vấn đề chiến lược trong một thời điểm then chốt. Từ những tin tức do H3 cung cấp cùng với các tin tình báo khác được phối kiểm, ta đã chủ động tiến công địch, giành thắng lợi trên các chiến trường. Tháng Giêng năm 1975, sau khi ta đánh chiếm Phước Long, Bộ Chỉ huy miền cần biết Mỹ phản ứng bằng B-52 hay bộ binh. H3 đã báo tin, điện của Cao Văn Viên xin Mỹ can thiệp. Mỹ trả lời không đồng ý dùng B-52 và bộ binh Mỹ để tái chiếm Phước Long. Chiến trường đang chuyển động với tốc độ phát triển nhanh hơn dự kiến của ta. Chiến thắng Phước Long càng làm rõ sự suy yếu của quân đội Ngụy và sự can thiệp ngày càng bị hạn chế của đế quốc Mỹ. Tin tức của Ma Minh được đánh giá cao hơn từ thực tế ở chiến trường. Việc thu thập tin tức của Ma Minh trong Bộ Tổng Tham mưu hết sức khó khăn và nguy hiểm. Nhưng việc chuyển những tin tức đó ra ngoài cũng khó khăn nguy hiểm vô cùng. Giữa mạng lưới an ninh cảnh sát dày đặc của địch, việc bắt bớ khám xét diễn ra bất cứ lúc nào và bất cứ nơi đâu. Những người thân trong gia đình Ba Minh đã đảm nhận việc này. Họ chấp nhận hiểm nguy và sẵn sàng đón nhận những tổn thất hy sinh vì cách mạng. Ông Nguyễn Văn Chí, em trai Ba Minh, bà Nguyễn Thị Nguyệt, em gái Ba Minh có bí số là H4, là chiếc cầu nối để chuyển giao tin tức giữa anh mình và người tổ trưởng điệp báo Hai Kim. Tủ này là có lâu đời lắm rồi. Khi mà tôi đi xuống với anh Ba Minh để tôi nhận tài liệu về, thì tôi cất giấu đây rất là nhiều lần. Nghĩa là nó giúp cho tôi được cái là an toàn, không có sợ ai mà đụng vô. Đó. Rồi cái ngăn này là cái ngăn mà tôi để sổ sách của gia đình, rồi giấy tờ của gia đình. Còn đây á, thì là cái chỗ mà tôi thường xuyên tôi cất giấu tài liệu ở đây rất là nhiều lần. Ngày đó căn nhà nhỏ của Ba Minh nằm trong khu gia binh. Vợ của ông là bà Đinh Thị Nữ. Bà tần tảo nuôi con và giúp ông rất nhiều trong công việc đầy hiểm nguy rình rập. Đêm đêm bà cảnh giới, lắng nghe từng động tĩnh. Ban ngày bà ra chợ để chuyển giao tin tức cho chị Hai Kim. Căn nhà 448 Tùng Thiện Vương, quận 8, thành phố Sài Gòn là nơi ở của người tổ trưởng điệp báo Hai Kim. Ngày nối ngày, đêm tiếp đêm, bà theo dõi sát sao những diễn biến tình hình trong thành phố. Sau ô cửa kia là ánh mắt của người nữ cán bộ tình báo hằn sâu bao nhiêu toan tính. Bà phải tìm mọi cách để sống hợp pháp trong thành phố, phải đối phó với muôn vàn tình huống để vượt qua sự kiểm soát gắt gao của mạng lưới cảnh sát và an ninh dày đặc. Từ đây bà chỉ đạo kịp thời những yêu cầu tin tức đối với Ba Minh và tổ chức các chuyến liên lạc ở nhiều nơi trong thành phố để giao nhận tài liệu an toàn. Còn với Ba Minh, để giữ được bí mật tuyệt đối và tồn tại an toàn trong một cơ quan cấp cao của địch là cả một quá trình xây dựng công phu cùng với sự ứng xử đầy nghệ thuật của người tình báo. Với cấp quân hàm thượng sĩ nhất, ông sống khiêm nhường và hòa nhập với các đồng sự trong văn phòng Bộ Tổng Tham mưu. Với đồng lương thượng sĩ, trong nhà chẳng có gì đáng giá. Căn gác nhỏ đơn sơ là nơi nghỉ ngơi của ông sau những giờ vật lộn với hàng đống giấy tờ, công văn, tài liệu. Đây cũng là nơi ông tranh thủ chép những bản tin tuyệt mật để người nhà chuyển đến chị Hai Kim. Nơi ở của một điệp viên nằm trong khu gia binh và tấm lon của một viên thượng sĩ đã tạo cho ông vỏ bọc an toàn mà kẻ địch chưa một lần ngờ tới. Tài liệu ngày càng nhiều, Ba Minh phải sắp xếp công việc một cách khoa học, cẩn thận tỉ mỉ
để không xảy ra một sai sót nhỏ. Hàng ngày ông phải chọn lựa hàng trăm tài liệu đến và đi, giao dịch với các cơ quan Bộ Quốc phòng, Bộ Tổng Tham mưu, các quân khu, binh chủng, các đơn vị trực thuộc, kể cả Phủ Tổng thống và cơ quan phái bộ Mỹ. Đêm đến, ông chọn những tài liệu quan trọng ngồi chép miệt mài cho đến sáng. Cứ hết đêm này sang đêm khác, ông cần mẫn ghi những dòng chữ nhỏ li ti vào từng trang giấy pơ lưu mỏng dính. Ông dùng loại giấy đó để gấp nhỏ, tiện cho việc cất giấu và chuyển ra ngoài. Sức khỏe ông có hạn, nhiều lúc ông phải gồng mình lên để chống đỡ với bệnh tật và sự mệt mỏi. Những đêm trực của mình chép không hết tin, ông xin trực thay cho những nhân viên khác với lý do muốn ở lại văn phòng cho yên tĩnh. Biết ông ghi chép rất cực nhọc, phòng tình báo G22 muốn trang bị cho ông một chiếc máy ảnh, nhưng ông cho rằng xài máy ảnh sẽ không được an toàn. Thế là ông cứ chép, miệt mài chép, giờ này qua giờ khác, đêm nọ tới đêm kia. Mắt ông giảm dần thị lực, sức ông ngày một kém hơn, nhưng những dòng chữ dưới tay ông không bao giờ ngừng chạy. Để đảm bảo cho lưới tình báo của ông hoạt động được an toàn và hiệu quả, có cả một hệ thống chỉ huy và giao thông viên làm nhiệm vụ đảm bảo từ Sài Gòn về các tỉnh miền Tây Nam Bộ. Cả gia đình ông Ba Lược tham gia trong mạng lưới này. Ông là chính trị viên cụm tình báo B-52, bà là giao thông viên, còn người con trai cả làm nhiệm vụ thông tin liên lạc. Ông Ba Lược kể lại. Lúc bây giờ thì tôi là chính trị viên của cái cụm đó, cũng đọc được rằng cái lưới là lưới có hiệu lực, bằng mọi hình thức phải bảo đảm cái an toàn cho cái tin tức được từ ở trong địch hậu về tới căn cứ ở ngoài này. Như vậy thì cái địa bàn á, là nó rất xa, từ U Minh Thượng mà lên tới Cần Thơ rồi lên tới Sài Gòn, cả đi lẫn về. Đi là phái cán bộ đi, về là đưa cán bộ về, bằng mọi cách phải bảo đảm cho nó an toàn. Thì cái địa hình Bình Định thì nó phức tạp lắm, cho nên cái gian lao, cái nguy hiểm, kể cả người giao thông viên chuyển tin cũng như cái người giao thông bảo đảm đều phải rất là bình tĩnh, dũng cảm. Nhưng mà riêng với chị Hai Kim, tuy là cái người ở địa bàn ở trên kia, nhưng mà xuống dưới này là cái địa bàn sông nước, cũng rất là gian nan, nhưng mà nói chung là chị hoàn thành. Tin lấy về được á, thì chúng tôi có trách nhiệm là thông qua nghiên cứu tin rồi chuyển thành qua mật mã cơ yếu đó, rồi qua vô tuyến điện để chuyển cái tin đó được từ ở dưới này về trên kia một cách đầy đủ và thông suốt. Tình hình chiến trường ngày càng khẩn trương sôi động. Trung tuần tháng 2 năm 1975, Nguyễn Văn Thiệu lệnh cho các tướng lĩnh thuộc quyền đề phòng ta đánh ở nhiều nơi và coi quân khu 2 là mục tiêu chính. Vào lúc này, chính phủ Mỹ tiếp tục vận động Quốc hội Mỹ chi thêm tiền viện trợ cho quân đội Thiệu. Một câu hỏi lớn đặt ra, nếu ta đánh mạnh, Mỹ có trở lại tham chiến hay không? Trước yêu cầu đó, Ba Minh đã kịp thời gửi ra một thông báo của Mỹ gửi cho Bộ Tổng Tham mưu Quân đội Ngụy. Mỹ coi như chiến tranh Việt Nam đã kết thúc, Mỹ sẽ không chi viện cho quân đội Ngụy bằng lực lượng chiến đấu của Mỹ. Nguồn tin của Ba Minh có phần củng cố thêm niềm tin và quyết định chiến lược của ta. Bộ Chính trị hạ quyết tâm hoàn thành sự nghiệp cách mạng dân tộc dân chủ nhân dân ở miền Nam. Đêm 4 tháng 3 năm 1975, quân ta mở đầu cuộc tiến công và nổi dậy bằng chiến dịch Tây Nguyên, hướng chính của cuộc tiến công chiến lược. Trận Buôn Ma Thuột như một tiếng sét đánh đối với chính quyền Sài Gòn. Chúng cố giấu các nhà báo nỗi kinh hoàng này, nhưng hãng thông tấn Pháp đã đưa tin quân giải phóng tiến công và đã hoàn toàn làm chủ Buôn Ma Thuột, thị xã quan trọng nhất trên cao nguyên Trung Phận. Tình hình chiến sự tại Nam Việt Nam lại đột ngột bùng lên ở chiến trường Tây Nguyên, Trị Thiên, U5. Đọc các bản tin hàng ngày gửi về Bộ Tổng Tham mưu và xem các báo công khai tại thành phố Sài Gòn, Ba Minh biết quân giải phóng đã cắm cờ trên đỉnh Phu Văn Lâu của thành phố Huế. Sau khi bị mất Huế, Nguyễn Văn Thiệu lại tuyên bố tử thủ Đà Nẵng bằng mọi giá.
Sáng ngày 28 tháng 3 năm 1975, cuộc tiến công Đà Nẵng bắt đầu. Sau những trận pháo kích dữ dội vào sân bay và quân cảng Đà Nẵng, quân giải phóng đã tiến công làm chủ các căn cứ quân sự. Ngày 29 tháng 3, Đà Nẵng hoàn toàn giải phóng. Vào thời điểm này, Bộ Chính trị khẳng định về thế chiến lược và so sánh lực lượng quân sự của ta đã có sức mạnh áp đảo quân địch. Ba Minh kịp thời báo cáo tài liệu của Mỹ về mối tương quan về viện trợ Mỹ và lực lượng quân sự, mức độ sử dụng bom đạn, phi vụ và sự vận động của xe tăng tàu chiến. Quân ủy Trung ương nhận định, quân Ngụy và chính quyền Ngụy đứng trước nguy cơ sụp đổ hoàn toàn. Đế quốc Mỹ tỏ ra bất lực, dù có tăng viện trợ, can thiệp như thế nào, cũng không thể cứu nổi quân Ngụy đang đứng trên bờ vực thẳm. Với sức mạnh tiến công ào ào như vũ bão, quân và dân ta thừa thắng xốc tới, làm cho quân địch nhanh chóng tan rã từng mảng lớn. Khẩu hiệu của chúng ta lúc này là tranh thủ từng giờ, từng phút xốc tới mặt trận, thần tốc, táo bạo, chắc thắng. Quân Ngụy như ong vỡ tổ, Nguyễn Văn Thiệu hoang mang không tìm ra một chiến lược nào để cứu nguy cho tình hình đã vô cùng nguy ngập. Thời cơ đã đến, Bộ Chính trị quyết định thành lập Bộ Chỉ huy Chiến dịch Giải phóng Sài Gòn Gia Định. Các bộ tư lệnh quân chủng, binh chủng, quân đoàn được khẩn trương giao nhiệm vụ. Bộ Chỉ huy Chiến dịch đề nghị được lấy tên Chiến dịch Hồ Chí Minh để tiến lên giải phóng Sài Gòn. Tin tức về Bộ Tổng Tham mưu Quân Ngụy cũng dồn dập khẩn trương như tình hình ngoài mặt trận. Ba Minh vẫn tiếp tục cung cấp các tin về kế hoạch nâng cấp quân số cho các sư bộ binh, tăng cường lính thủy đánh bộ và biệt động quân cho biệt khu thủ đô, tăng cường thủy quân lục chiến cho quân khu 3, quân khu 4, vân vân. Bộ Chính trị và Quân ủy Trung ương liên tục theo dõi, kiểm tra và chỉ đạo từng bước đi của các binh đoàn. Điện của đồng chí Lê Duẩn chỉ đạo, thời cơ quân sự và chính trị để mở cuộc tấn công vào Sài Gòn đã chín muồi. Ta cần tranh thủ từng ngày, kịp thời phát động tiến công địch trên các hướng, không để chậm. Nếu để chậm thì không có lợi về chính trị lẫn quân sự. Điện của đồng chí Võ Nguyên Giáp trả lời Bộ Chỉ huy Chiến dịch, đồng ý đánh thẳng vào nội đô với thời gian nhanh nhất. Đồng chí Lê Duẩn chỉ đạo tiếp, các anh ra lệnh cho quân ta tiếp tục tấn công vào Sài Gòn theo kế hoạch, tiến công với khí thế hùng mạnh nhất, giải phóng và chiếm lĩnh toàn bộ thành phố, tước vũ khí quân đội địch, giải phóng chính quyền các cấp của địch. Giờ đây, ngồi nhớ lại những phút giây ngày đó, ông vẫn tưởng mình vừa tỉnh dậy sau một giấc mơ. Trong cái đêm Sài Gòn trước ngày 30 tháng 4 lịch sử, bình minh đã bừng lên rực rỡ giữa bầu trời. Từ các hướng ngoại ô, quân giải phóng ào ào tiến công vào Sài Gòn như dòng thác lũ. Khí thế chiến thắng dồn lên những đôi chân thần tốc, băng băng như nước vỡ bờ. Cả thành phố Sài Gòn rùng rùng như trời long đất lở. Quân Ngụy hạ vũ khí đầu hàng, tán loạn khắp nơi, dẫm đạp lên nhau tìm đường di tản. Nhớ như in chỉ thị của trên được tổ trưởng Hai Kim truyền đạt. Khi ta đánh Sài Gòn, nếu địch rút chạy về miền Tây thì H3 đưa cả gia đình chạy theo để giữ bí mật. Nếu quân địch bỏ chạy tán loạn, H3 có nhiệm vụ bảo vệ tài liệu máy móc ở cơ quan văn phòng Tổng tham mưu trưởng, đợi quân ta vào bàn giao, không để mất mát hư hỏng. Ông đã làm tròn chỉ thị của cấp trên. Chiều 30 tháng 4, toàn bộ tài liệu hồ sơ của văn phòng của Tổng tham mưu đã được ông bàn giao nguyên vẹn cho sư đoàn 10. Hơn 20 năm hoạt động bí mật trong lòng địch, gần 10 năm làm văn thư trong văn phòng Bộ Tổng Tham mưu, điệp viên H3 đã tồn tại trong vỏ bọc của những tấm thẻ tùy thân, những phù hiệu, cấp hàm, số lính và bộ quân phục của một binh sĩ Ngụy.
vợ con ông cũng được cấp thẻ để quản lý kiểm tra theo quy định của an ninh quân đội. Nhưng bọn địch có biết đâu, người phụ nữ này đã biết bao lần chuyển tài liệu điềm nhiên qua bốt gác. Anh em trong gia đình cũng gánh vác cùng ông cái công việc vô cùng nguy hiểm. Nhưng vì niềm tin vào cách mạng và vì tình yêu dân tộc, họ đã vượt lên tất cả. Họ sẵn sàng chấp nhận những tổn thất hy sinh, sẵn sàng hiến dâng cả cuộc đời mình cho sự nghiệp của non sông đất nước. Và những người đồng đội thân yêu vẫn sát cánh cùng ông trong cuộc chiến đấu âm thầm đầy cam go quyết liệt. Để những bản tin đến được cơ quan chỉ đạo của ta, đã bao lần phải đổi bằng xương máu của những chiến sĩ giao liên mà ông chưa một lần gặp mặt. Ba mươi năm lặng lẽ trôi qua, câu chuyện của ông giờ đã được vén lên bức màn bí mật. Ông bồi hồi bước qua lối cỏ tươi non, ngắm ngọn cờ đang tung bay trên nóc dinh Thống Nhất. 30 năm trước, khi ngọn cờ nơi đó được kéo lên, là lúc ông trút bỏ bộ quân phục của một viên thượng sĩ để trở về trong vòng tay đồng đội yêu thương. Suốt mấy chục năm chiến đấu âm thầm trong lòng địch, ông lặng lẽ đi qua cuộc chiến tranh như mạch nước ngầm trong suốt, thủy chung chảy giữa lòng đất mẹ Việt Nam.